Welcome to Andy Chris Show. 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 Andy Chris xin hân hạnh kính chào tất cả quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Hôm nay đến với chương trình Andy Chris và Tài Năng Trẻ, hân hạnh chào đón một á hậu. Cô vừa đạt được vương miện năm 2011 tại OC, California. Xin hân hạnh giới thiệu Lina Phạm. Chào em, Lina Phạm. Dạ, em chào anh. Hôm nay rất là vui được chào đón em trong chương trình của VBS. Thì đầu tiên, tất cả quý vị khán thính giả đều muốn nghe tiếng nói từ đáy lòng của em, cái cảm tưởng của em khi mà em đạt được cái vương miện á hậu. Dạ. Em xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Cái cảm tưởng của em khi mà đoạt được vương miện á hậu đó, thì em cảm thấy rất là hân hạnh, rất là em có rung hay không, hay là em có vui khi em nhận được cái vương miện đó? Dạ có, em rất là rung và rất là vui. At the same time, tại vì em cảm thấy rất là may mắn. Thứ nhất là em đã được được một giải ở trong một cuộc thi, và thứ hai là em cảm thấy không có phụ lòng của ba mẹ mình đã bỏ công ra để mà cho em đi thi, dự thi cái cuộc thi này, và không có ngại gian khổ. Ba mẹ em và em của em đã không ngại gian khổ để mà tới đây dự cuộc thi của em và ủng hộ cho em. Dạ, cho nên là em và không có phụ lòng những người bạn bè và những người khán giả đã ủng hộ cho em suốt thời gian mà em thi. Em được cái giải thứ nhất đầu tiên đó là ở Lincoln, Nebraska, phải không? Thì cái giải đó là cái giải chi? Người đẹp Bắc Mỹ. Em có được một giải người đẹp Bắc Mỹ nữa. Dạ. Em cảm thấy cũng rất là vinh dự. Rất là vinh dự. Dạ, đúng. Rất là vinh dự. Thì dĩ nhiên một người trẻ mà được một lúc hai giải người đẹp Bắc Mỹ, đó là một cái điều rất là hãnh diện cho tất cả các bạn, bè của em cũng như là gia đình của em. Thì em đến từ thành phố Lincoln, tức là một thành phố nhỏ ở tại Trung Mỹ, đúng không? Ở Lincoln, Nebraska. Nebraska, yeah. Okay. Thì em đã tốt nghiệp trường high school hay là đại học rồi? Em tốt nghiệp high school và hiện giờ em đang học đại học. Yeah. Em đang theo ngành nào? Em muốn thành một nha sĩ. Wow. Dạ, nhưng mà bây giờ hiện giờ em chỉ đang học những lớp general first. Dạ, general. Dạ, xong rồi. Gần đây nhất thì những cái sinh hoạt trong trường học của em nó ra sao? Em có sinh hoạt ở trong những cái buổi sinh hoạt văn nghệ hay là người mẫu hay là bất cứ một chương trình nào ở tại trường học của em? Nói chung thì trường học của em không có nhiều người Việt. Cho nên là em chỉ đi học xong rồi em làm bổn phận của em rồi em về. Chứ thực sự em không có cơ hội để tham gia vào những cái hoạt động đó nhiều. Okay. Yeah. Ước mơ của em là em muốn học thành DDS, tức là một bác sĩ về nha khoa. Dạ. Đúng không? Dạ. Em biết là cái đường nó rất là dài. Dạ. Thì anh chắc chắn rằng đó là em, thứ nhất là em phải thông minh, và thứ hai là em phải rất là siêng, đúng không? Dạ. Ngoài những cái chuyện thông minh và siêng đó, em phải có một cái ý chí để em đạt được cái chuyện đó. Tại sao em phải đi cái ngành đó? Em đi cái ngành nha sĩ, thứ nhất là đó là công việc mà em thích làm sau này. Thứ hai là em có thể giúp đỡ những người giống như người Việt của mình ở bên này. Ví dụ như em học ra làm nha sĩ thì sẽ có những người Việt Nam tới làm với em, thì em sẽ tận tâm giúp đỡ họ. Tại vì ở bên chỗ của em thì cũng không có nhiều người Việt, cho nên em nghĩ là nếu như những người Việt Nam, như những em trẻ hay những người lớn tuổi tới chỗ của em thì em sẽ rất là sẽ phục vụ họ rất là tận tâm. Yeah. Em có biết cái ngành em đi đó là em sẽ làm rất là nhiều tiền. Dạ. Đúng không? Dạ. Là tại vì không có người nào người ta không cần phải sửa răng hoặc là chỉnh răng hoặc là người ta đau răng chẳng hạn, không là em phải giúp cho người ta. Thì cái ngành nó cũng là một cái ngành rất là hay, không ai không cần tới em, đúng không? Em cũng chọn một cái ngành rất là đúng. Thì bây giờ ngoài cái chuyện mà em học cũng như là những cái dream, như ước mơ của em làm như vậy đó, thì cái sinh hoạt hàng ngày của em, những cái hobby của em là gì? Những sinh hoạt hàng ngày của em, hobby của em thì em rất là thích ca hát, nhảy múa, em thích, em thích
quay phim và rất là thích về nghệ thuật. Dạ. Kịch nói nghệ, vân vân. Dạ. Những gì mà về nghệ thuật thì em đều thích. Như vậy thích thì có một cái bản nhạc nào mà em thích, em có thể hát cho tất cả các bạn trẻ. Thứ nhất em nhớ khi em ngồi đây ngày hôm nay không phải là chỉ có em trò chuyện với anh rồi một số quý khán thính giả vừa xem những cái cuộc mà em đi thi hoa hậu, nhưng sẽ có rất là nhiều bạn trẻ cũng như là quý vị khán thính giả ở khắp 50 tiểu bang cũng như là ở Canada và toàn cầu sẽ xem em. Thì bây giờ em có thể sướng giọng của em lên hát một bài nào để cho tất cả các bạn trẻ thưởng thức như thế nào? Dạ, nếu mà nói về nhạc thì em thích tất cả các loại nhạc. Okay. Dạ, em thích nhạc Việt, nhạc Anh, em thích nhạc quê hương, em thích tất cả các loại nhạc. Nhưng mà nếu hôm nay em sẽ hát bài gì? Nhưng mà nếu như mà nói về hôm nay đó, khi mà em ngồi ở trước mặt anh, dạ trước ống kính, em không có nhạc thì cũng rất là khó, cho nên là nếu như mà anh yêu cầu thì em sẽ hát một đoạn của một bài Mỹ thì nó sẽ dễ cho em hơn. Dạ. Ok, xin mời tất cả quý vị thưởng thức tiếng hát của Lina Phan. Em sẽ hát bài I Will Survive. First I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But I spent oh so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space, I just walk in to find you here with that sad look upon your face. Wow. Quả thật em có rất là nhiều tài. Khi mà em đi thi như vậy đó thì cái phần mà cũng như là về tài năng đó thì em có hát hay không? Dạ hôm đó em cũng có hát. Em hát một bài rất là nhộn, rất là vui. Em hát bài gì? Em hát bài I Turn To You. Wow, okay. You Turn To Me. Em hát bài I Turn To You. And lúc đó có nhiều người xung quanh. Chắc chắn khán thính giả sẽ ủng hộ và vỗ tay. Okay. Dạ, nó rất là nhộn, rất là vui. Dạ. Như vậy thì bây giờ khi mà em hát một cái bài nhạc vui nhộn như vậy đó, thì những cái kinh nghiệm của em khi em đứng ở trên cái sân khấu lớn như vậy trước mặt bao nhiêu ngàn khán thính giả không đó, thì cái kinh nghiệm của em có cái điều nào đặc biệt em cho tất cả các bạn trẻ biết? Kinh nghiệm của em thì trước khi cuộc thi thì em có rất là ít kinh nghiệm, nhưng sau khi cuộc thi thì em có rất là nhiều kinh nghiệm. Lên sân khấu em cũng cảm thấy không có run, bớt run, tại vì em cảm thấy ở ngoài có những người khán thính giả rất là yêu mến em và ủng hộ cho em, cho nên làm cho em có một cái tự tin khi mà em lên sân khấu, cho nên em không có cảm thấy run nữa. Rất là hay. Sau đây xin mời tất cả quý vị khán thính giả hãy theo dõi một đoạn video clip ngắn của cuộc trình diễn của cuộc thi tuyển Hoa hậu Continent 2011 tại OC, California. Xin mời tất cả quý vị giữ ống kính của hệ thống truyền hình VBS qua một số thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại trong chốc lát. Xin cảm ơn. Sĩ Minh Chánh và Khánh Hoàng xin giới thiệu thêm, anh là trưởng ban tổ chức của cuộc thi Hoa hậu Người Việt Hoàn cầu năm 2011 đêm nay, kính thưa quý vị. Cho nên nếu mà có chuyện gì cầm đen ảnh nha, đừng cầm đen Khánh Hoàng. Vâng, và bây giờ đã đến với những giây phút cuối cùng của cuộc thi của chúng ta ngày hôm nay. Và cuộc thi nào rồi cũng phải kết thúc với những người chiến thắng và những người chưa được may mắn. Nhưng cho nên phải có thể khẳng định rằng tất cả các thí sinh trên sân khấu của chúng ta, những người đã lọt vào chung kết ngày hôm nay, đã chứng minh được khả năng cũng như nhan sắc của mình. Và bây giờ, trước khi chúng ta đến với phòng công bố giải thưởng, Jennifer cũng xin thay mặt cho toàn thể ban giám khảo cũng như là ban tổ chức
gửi lời cảm ơn chân thành nhất trước tiên là đến với tất cả các thí sinh và các anh em, anh chị em nghệ sĩ đã có phần đóng góp cho một chương trình vô cùng ý nghĩa với mục đích tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam từ khắp nơi trên toàn thế giới. Và đặc biệt hơn nữa đó là sự hiện diện của tất cả quý vị trong ngày hôm nay. Xin quý vị một tràng pháo tay cho tất cả quý vị được không ạ? Chúng tôi xin mời quý vị một tràng pháo tay cho một giải đặc biệt được gọi là giải thân thiện dành cho thí sinh Mai Uyên Thảo. Vâng, với giải thân thiện này thì chúng tôi xin mời Andy Trần, giám đốc của EV Princess lên tặng cho thí sinh. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị chúc mừng cho thí sinh đạt giải Hoa hậu hát hay trong đêm nay thuộc về thí sinh Teresa Mai. Và chúng tôi xin mời phó giám đốc của VNBC TV là nữ ca sĩ Đài Trang bước lên để mà trao giải cho thí sinh Teresa Mai. Người mặc bikini đẹp nhất trong buổi tối ngày hôm nay đó là Ngọc Trinh. Hãy dành pháo tay thật to cho thí sinh Như Thảo với giải Hoa hậu ăn ảnh. Người đẹp Bắc Mỹ Châu, tức là đến từ Mỹ đó, đó là thí sinh Linda Phan. Chúng tôi xin mời anh Corey, designer, ra tặng quà cho thí sinh. Chúng tôi có rất nhiều giải, tổng cộng là 35 giải cả, cho nên em nào cũng có giải. Quê cả làng. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị hướng về sân khấu và ngắm nhìn vẻ đẹp của Á hậu 2. Đó là thí sinh Lina Phan. Và bây giờ chúng tôi xin mời luật sư Từ Huy Hoàng ra tặng hoa cho Á hậu số 2. Luật sư á. Kêu lên ôm cái. Chụp nhiều cái nó có nhiều kiểu. Một lần nữa xin chúc mừng Lina Phan. Và xin cảm ơn luật sư Từ Huy Hoàng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong thời gian gần đây nhé. Welcome to Andy Quiz Show.